Chàng trai chỉ chạm vào thanh kiếm trên mặt đất, giây tiếp theo, trọng lực xung quanh tăng gấp 5 lần. Ép thức giám khảo khó thở ngã rạp xuống đất, kiếp trước anh là nhà khoa học hàng đầu Long Quốc, dựa vào thanh kiếm này, anh đã chặn được hàng trăm tên lửa. Tuy nhiên, anh vẫn luôn có một điều hối tiếc, bởi vì thiết bị này là công trình mà cha anh nghiên cứu. Nhưng chưa kịp công bố thì đã qua đời mà không nhắm mắt. Hiện giờ, dựa vào thanh kiếm trọng lực này, anh đã trở thành nhà khoa học hàng đầu, nhưng cha anh sẽ không bao giờ nhìn thấy cảnh này nữa. Không ngờ anh đột nhiên ngất xỉu, bất ngờ xuyên không về 30 năm trước. Khi anh tỉnh lại liền chạy ra ngoài để tìm cha, lại phát hiện cha đang quỳ trên đất. Con trai, sao con lại ra đây? Mau trở vào đi, chính là Phương Châu này. Hắn vu cáo và đồn thổi, khiến cha mình mất việc. Vài ngày sau, hắn sẽ cướp đoạt một cách tinh vi, cướp đi cả tâm huyết nghiên cứu thiết bị trọng lực của cha. Cha sẽ vì thế mà suy sụp, tự sát. Con trai, nghe lời cha nói, mau trở vào phòng học đi. Những chuyện này không cần con lo, mau biến đi. Mình không thể chống lại nhiều người như vậy, cần phải mượn chút sức mạnh của khoa học. Vâng, sau khi đồng ý, anh vội vã quay trở lại phòng, đeo kính vào và chuẩn bị chế tạo một vũ khí tối cao. Lúc này trong phòng khách, cậu thiếu gia đang đe dọa cha. Nói rằng, nếu ông không giao kết quả nghiên cứu thiết bị trọng lực cho cậu ta, hắn sẽ phong tỏa mọi con đường học tập của chàng trai. Thấy cha còn đang do dự, cậu thiếu gia lao tới đánh đấm không ngừng, không ngờ ngay giây tiếp theo. Có biết các người đang xâm nhập trái phép không? Kẻ vượt quá giới hạn, hậu quả tự chịu. Chỉ là trẻ con thôi. Còn non và xanh lắm, không biết sợ, tôi là Phương Cháu, thuộc dòng họ học thuật, gia đình danh tiếng ở Giang Thành, sau lưng tôi toàn nhân vật lớn. Bố anh, Ninh Thành, trước mặt tôi, cũng chỉ như một con chó, anh còn dám đe dọa tôi. Anh có tin tôi khiến, anh không có sách để đọc không? Phương Châu, xin lỗi, con tôi không hiểu chuyện, Tiểu Huy, mau xin lỗi anh ấy đi. Sợi quang ẩm có thể dẫn điện, điện áp an toàn cho cơ thể người là 36V. Điện áp 220V kéo dài quá 1 giây, có thể gây hại cho các cơ quan trong cơ thể. Đây là kiến thức vật lý của học sinh lớp 3, tôi dạy các người điều nữa, kiến thức sinh học lớp 2. Vì cấu tạo của cơ thể người, nếu bắt đầu bị điện giật, từ nửa thân trái, điện áp hiện tại, thậm chí có thể trực tiếp xuyên qua tim. Các người, muốn thử không? Được thôi, coi như anh giỏi. Hôm nay tôi có thể đi, nhưng tôi bảo đảm, anh sẽ hối hận. Chừng nào bố anh không đưa đồ cho tôi, cả đời anh đừng mơ tiếp tục học, chỉ có thể là người bình thường. Tôi đợi đấy, ngày anh quỳ xuống xin tôi. Chúng ta đi thôi. Bố ơi! Tiểu Huy, sao con lại? Bố ơi, đứa trẻ này, con đang làm gì thế? Có phải, bị họ làm cho sợ quá không? Con chỉ là lâu không gặp ba thôi. Bố, con nhớ ba lắm. Cái này, đứa ngốc này, con đang nói gì thế? Giáo sư Phương, chúng ta cứ để yên như vậy sao? Sao có thể chứ? Tôi chưa nghĩ ra, xử lý họ ấy nào thôi. Đây là cái gì? Phiếu đăng ký cuộc thi khoa học, thì ra Ninh Thành định, thông qua cuộc thi khoa học, công bố thành quả nghiên cứu. Anh ta nghĩ, tôi không thể có được sao? Ninh Thành, anh quá ngây thơ. Thiết bị trọng lực là của tôi, người được vinh danh cũng là tôi. Đừng hòng lật ngược tình thế. Với điều kiện có hạn, có thể làm thiết bị trọng lực nhỏ. Trọng điểm là thiết bị chuyển đổi năng lượng và chương trình điều khiển. Cần có thiết bị của phòng thí nghiệm mới được. Gần đây có phòng thí nghiệm nào không, Tiểu Huy à? Đến đây. Uống hết cốc sữa này đi. Cảm ơn bố. Con trai à, con yên tâm. Bố sẽ không để con không được đi học đâu. Bố đã đăng ký cuộc thi khoa học lớn. Chỉ cần thành quả nghiên cứu được công bố tại cuộc thi, nhận được sự công nhận, Phương Châu sẽ không còn nhỏ ngó nữa. Anh ta cũng không làm khó chúng ta nữa. Con nhớ ra rồi, chính là cuộc thi ngày mai, cuộc thi khoa học lớn. Đây là bẫy của Phương Châu. Trong kiếp trước, bố tôi cũng không chịu giao nộp thành quả, nhưng tại cuộc thi này, bị Phương Châu lừa mất, tất cả tài liệu vẫn thất bại và mất danh. Bố, cuộc thi khoa học ngày mai, con sẽ đi cùng bố. Con trai à, điều quan trọng bây giờ của con là học, những chuyện khác, con không cần quan tâm,
nhưng mà... Bố ơi! Con trai à, những điều này không phải là việc con cần lo lắng. Bây giờ con cần nghỉ ngơi cho tốt, đừng để ảnh hưởng đến việc học. Con sẽ không để bố bị sa thải đâu. Ha ha, Ninh Thành, ông đúng là đồ rác rưởi, không làm được gì cả, còn ăn cắp dữ liệu của tôi. Ông là kẻ sao chép, kẻ trộm, đồ rác rưởi. Bố. Chắc chắn bố đã đi tham gia cuộc thi khoa học rồi. Không được, mình phải làm ra thiết lập trọng lực. Nhưng bố nghiên cứu thiết bị trọng lực vẫn chỉ dừng lại ở lý thuyết, thiết bị ở nhà không đủ. Tôi cần một phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm. Trợ lý như tôi, Mạc San San, cũng ở Giang Thành. Mạc gia là gia tộc nghiên cứu gỗ hàng đầu cả nước. Họ có phòng thí nghiệm tốt nhất cả nước. Nếu tôi không nhớ nhầm, Mạc San San ngày đó bị mất cả hai chân trong tai nạn xe, hy vọng còn kịp. Bạn học, cảm ơn anh đã cứu tôi. Vừa rồi tôi sợ chết khiếp, nhưng vừa rồi anh làm thế nào vậy? Quá ngầu luôn. Chẳng lẽ anh là, có phải là vị tiên nhân nào? Hạ phàm cứu lấy tôi, nam châm cùng cực đẩy nhau, trái dấu hút nhau, lực từ của nam châm điện vốn đã rất mạnh. Lực đẩy càng mạnh thì khoảng cách giữa hai cực ngắn, chỉ là kiến thức lớp 3 thôi. Sau này đừng xem nhiều phim tiên hiệp nữa. Tương lai của cô là, đi theo con đường khoa học. Bây giờ, đi theo tôi. Ngầu quá đi, anh ấy có vẻ khinh thường người khác, cũng quá đẹp trai. Này, bạn học, đợi tôi với. Tôi vừa suýt đâm vào người, họ bay lên rồi. Tôi tên là Ninh Huy, thời gian gấp gáp, tôi không muốn giải thích nhiều. Tôi nói gì cô làm nấy. Được, Ninh Huy, tôi muốn phòng thí nghiệm của bố cô, không vấn đề gì. Việc quan trọng như thế, cô không do dự tí nào à? Hay là, hỏi vài câu gì đó, có vấn đề gì chứ? Tôi là con gái duy nhất của bố tôi, anh mới cứu mạng tôi mà, dùng phòng thí nghiệm thì sao? Ngoài ra, anh đẹp trai quá, tôi còn do dự gì nữa? Cô ấy kiếp trước thật sự yêu khoa học mà làm trợ lý cho tôi à? Tiếp theo, chúng ta mời thí sinh tiếp theo, Ninh Thành. Mời anh Ninh Thành lên sân khấu. Được rồi, giáo sư Phương, tôi hiểu, tôi sẽ khiến anh ta rời khỏi sân khấu. Dự án của Ninh Thành là thiết bị trọng lực. Chẳng lẽ nó nói về có thể tự do điều khiển trọng lực, thiết bị trọng lực? Đúng vậy. Anh Ninh, với tư cách là một nhà khoa học, chắc chắn anh biết, vào đầu thế kỷ trước, lý thuyết về máy vĩnh cửu đã phổ biến rồi đúng không? Như anh vừa nói, việc tự do điều khiển trọng lực với đội ngũ khoa học hàng đầu, gia tộc khoa học của Đại Hạ chúng tôi, giáo sư Mạc của Mạc gia, sau một thời gian dài nghiên cứu và chứng thực, ông ấy đã đưa ra kết luận thuyết phục, đó là dự án này không thể thực hiện được. Anh Ninh, chẳng lẽ anh còn giỏi hơn giáo sư Mạc? MC ơi, chương trình của chúng ta không có tiêu chuẩn nào sao? Sao mà bất kỳ ai cũng có thể tham gia vậy, ngay cả những kẻ mộng mơ? Nếu để Mạc gia tộc nghiên cứu hàng đầu Đại Hạ biết, chúng ta đang bàn luận gì trong cuộc thi này về việc điều khiển trọng lực, chúng ta đều sẽ bị liên đới trách nhiệm. Có lẽ không đến mức nghiêm trọng như anh nói đâu. Thế này đi,
Anh cứ nói ngắn gọn, hiểu biết của anh về trọng lực, nếu cả câu hỏi này, anh còn không giải thích được, thì chỉ là kẻ, làm trò gây sự chú ý thôi. Mau xuống đi, đừng lãng phí thời gian của chúng tôi, tránh đắc tội với Mạc gia. Được rồi, trọng lực chúng ta thường nói, còn gọi là lực hấp dẫn, những yếu tố quyết định, bao gồm khối lượng và khoảng cách tới trái đất, cùng với hàm số hấp dẫn. Cô Băng Tâm, ông Ninh nói đúng không? Về khái niệm, không sai, nhưng anh cũng đã nói, những yếu tố ảnh hưởng đến trọng lực, chỉ có 3 yếu tố này. Vậy thì sao anh lại nói, anh có thể thay đổi trọng lực? Đúng vậy, trọng lực kiểm soát được. Anh thật cứng đầu, tôi hỏi anh có thể thay đổi khối lượng của tôi, hay là thay đổi khoảng cách giữa tôi và trái đất? Chẳng lẽ anh muốn bế tôi lên, để tôi xa trái đất? Ha ha. Thật ra, mọi người, có một chút hiểu lầm về hàm số hấp dẫn. À, tôi có thể thay đổi hàm số hấp dẫn. Không thể nào, không thể nào. Không thể để anh ta nói tiếp, đuổi anh ta xuống sân khấu. Giáo sư Phương, anh cứ để tôi lo. Nói vớ vẩn. Tôi không phải, tôi có thể. Anh có thể cái gì? Anh biết hàm số hấp dẫn là ai tính ra không? John Newton và Cavendish xác định. Bởi rất nhiều tiền bối đã kiểm chứng, anh nói lật đổ là lật đổ sao? Anh là cái thá gì? Chương trình của chúng ta là một cuộc thi khoa học nhằm mục đích trình bày sân khấu của khoa học kỹ thuật, không phải chỗ để anh mơ mộng. Tôi không mơ mộng, dựa vào việc sỉ nhục tiền bối, làm trò lố lăng gây chú ý. Người như anh nên bị thiêu sống, chúng tôi cho anh sống đã là hết sức khoan dung rồi. Gia đình anh, các thầy cô bạn bè của anh đều nên cảm thấy xấu hổ về anh. Biến khỏi đây đi. Tôi không thể đi, tôi còn chưa nói hết. Quả thực đúng là Mạc gia, phòng thí nghiệm này không thua kém gì phòng của tôi kiếp trước, cũng không kém cạnh. Hình như đây là thiết bị trọng lực. Bố tôi đã bỏ ra nhiều công sức, vẫn không làm được, anh ấy lại dám thử cái này. Cái này khó lắm. Anh ấy thật là đẹp trai. Thực ra hàm số hấp dẫn này, trong điều kiện bình thường, không có vấn đề gì, rất chính xác, các bậc tiền bối đo lường không sai. Vậy tại sao anh lại nói, hàm số có thể thay đổi? Bởi vì các tiền bối, khi đo lường hàm số hấp dẫn, không biết một khái niệm đến thời đại này, mới dần được hé lộ, là khái niệm gì? Lão giả, anh phải tìm mọi cách, để đuổi Ninh Thành xuống, ngoài ra, lén chụp lại tài liệu, trong tay ông ta cho tôi, lão giả. Tôi biết anh đã ký thỏa thuận bảo mật, giám khảo không được tiết lộ dữ liệu của thí sinh. Nhưng mà Ninh Thành là kẻ rác rưởi không có hậu thuẫn, có tôi bảo kê anh sợ cái gì? Hơn nữa, tự án của anh, cứ để tôi lo. Tôi sẽ cho anh khoản tiền lớn. Ninh Huy, anh nói cho tôi biết đi, khái niệm đó là gì? Có thể thay đổi hàm số. Có một loại vật chất gọi là vật chất tối, nó tựa như tồn tại trong một không gian khác, không thể chạm vào, không thể quan sát. Loại vật chất này chiếm hơn 85% trọng lượng của toàn vũ trụ. Nhiều vậy sao? Vậy thì nói cách khác, nếu có thể điều khiển mật độ vật chất tại một tọa độ, thì có thể kiểm soát hàm số tọa độ đó, làm hàm số hấp dẫn tại tọa độ đó nhẹ đi 1/10, hoặc nặng lên vài chục lần. Trời ạ, giống như thế giới giả tưởng, muốn vật chất tối vào trạng thái kích hoạt, bố tôi nói, trong 100 năm nữa, không ai có thể làm được. Trước khi làm được, đúng là như một giấc mơ, nhiều năm sau, tôi đã làm được, nhưng bố đã không còn nữa, đó cũng là nỗi tiếc nuối của đời tôi, ở kiếp này, tôi không để bi kịch tái diễn. Có thể nào, để tôi nói hết ý tưởng không? Không được, bây giờ xuống ngay, giáo sư giả, chúng ta có phải hơi khắt khe với thí sinh không? Thí sinh, anh ta chỉ là kẻ mơ mộng, tôi vẫn kiên quyết, để anh ta kết thúc ngay bây giờ, anh ta đang lãng phí thời gian của chúng ta, anh ta đang xúc phạm khoa học. Tỷ lệ người xem đang tăng nhanh, giữ anh ta lại, cần thêm hiệu ứng cho chương trình, cần sôi động hơn, hiểu rồi. Giáo sư giả, sao chúng ta không nghe ông Ninh nói hết câu của mình, để anh ấy nói xong cũng được, nhưng anh ấy phải xin lỗi. Mới có tư cách nói hết những lời lý của mình, vậy giáo sư giả muốn ông Ninh xin lỗi khoa học thế nào? Xin lỗi khoa học. Tôn trọng tiền bối. Còn kẻ phản bội truyền thống. Lãng phí tài nguyên. Anh nên đeo tấm biển này, quỳ xuống đất, cúi đầu nhận tội trước khoa học. Anh nhận tội đi, tôi sẽ để anh nói hết những lý thuyết sai lầm của anh. Anh, ông Ninh, theo ý của giáo sư giả,
Nếu ông muốn tiếp tục thì phải đeo tấm bảng này làm hình phạt, hoặc ông có thể chấp nhận tội danh và rời khỏi cuộc thi. Ông Ninh, ông sẽ chọn thế nào? Các người một mực gọi tôi là kẻ mơ mộng, dù chỉ là mộng mơ, dù tôi chỉ là kẻ mộng mơ, tôi liệu có bị các người hành hạ như này không? Ý nghĩa của khoa học. Ông Ninh, vậy ông nghĩ ý nghĩa của khoa học là gì? Ý nghĩa của khoa học là biến giấc mơ thành hiện thực sao? Tôi nghĩ, anh ấy nói có lý. Có lý gì chứ, mang giấc mơ đi thi, vẫn còn mạnh miệng. Anh còn có con trai, tôi đề xuất đưa con trai của anh đến trường quay, chứng kiến lời xin lỗi của anh, cùng anh quỳ xuống xin lỗi, xem như là hình phạt vì không tôn trọng khoa học. Để làm bài học. Ninh Huy, tôi nghĩ anh nên xem cái này, đây là cuộc thi khoa học, phát sóng trực tiếp. Người này hình như là bố. Không trách kiếp trước bố lại, buồn bã mà qua đời. Những chuyên gia này. Tìm hai người. Đưa con trai của anh ta đến, cùng quỳ xuống với anh ấy. Tại sao các người, tại sao lại bắt nạt tôi? Anh biết mình đang làm gì không? Tôi là chuyên gia, một giáo sư nổi tiếng. Thái độ anh đối với tôi là gì vậy? Các người chỉ muốn hiệu ứng của chương trình, các người chỉ muốn đứng trên cao, dẫm đạp phẩm giá và tâm huyết của người khác. Các người làm tổn thương tôi, còn chưa đủ sao, còn muốn làm tổn thương con trai tôi. Tôi không thể chịu đựng các người nữa. Các người gọi nói tôi là kẻ mơ mộng. Các người đã từng xem dữ liệu của tôi chưa? Thế này đi, cho tôi xem dữ liệu của anh, được. Tuyệt vời, điều này quá tuyệt vời. Bằng cách kích hoạt vật chất tối tại vị trí tọa độ để thay đổi hằng số hấp dẫn. Ý tưởng bay bổng. Dữ liệu rất vững chắc. Dựa vào kết quả thử nghiệm này, tôi nghĩ việc thay đổi trọng lực có khả năng thành công. Anh nghiêm túc chứ? Thậm chí, tôi có thể đại diện cho thầy tôi, viện sĩ Nhậm, để đưa ra ý kiến. Chỉ cần số liệu này là thật, chúng ta suýt chôn vùi một dự án, khiến đại hạ chúng ta vươn lên đứng đầu thế giới. Thật sao? Tôi không tin. Đưa đây, tôi cũng muốn xem. Giáo sư Phương, tôi đã gửi tài liệu, nhưng tình hình sắp khó kiểm soát. Ninh Thành, số liệu này thật sự là do anh tự mình làm ra sao? Dĩ nhiên không phải, anh ta chỉ là kẻ ăn cắp thành quả của người khác. Một tên trộm. Dĩ nhiên không phải, anh ta chỉ là, giáo sư Phương, kẻ ăn cắp thành quả của người khác, đó là tên trộm. Anh nói gì cơ, tôi nói anh không có năng lực, còn đi đánh cắp thành quả của tôi, để trục lợi riêng, anh chỉ là kẻ vô dụng, là kẻ tiểu nhân không biết xấu hổ, anh. Đây là, chắc là con trai anh nhỉ, anh, San. Vừa rồi tại cuộc thi khoa học, Phương Châu cho bố tôi xem một bức ảnh, cô giúp tôi lấy nó, tôi muốn xem anh ta cho bố tôi xem cái gì. Đã xử lý không? Đây là bức ảnh tôi bị bắt cóc, vô liêm sỉ, đúng vậy. Phương Châu dùng ảnh Photoshop để đe dọa người khác. Bác ấy sẽ không bị lừa chứ? Thiết bị trọng lực là tâm huyết của bố tôi. Tôi không chắc. Bố à, bố đừng tin vào nó. Sao không nói gì? Không ngờ tôi sẽ đến phải không? Tên trộm. Vậy nghĩa là, anh ấy sao chép dữ liệu của giáo sư Phương, dữ liệu của anh thật to gan, quay lại. Chuyện gì đang xảy ra? Sự kiện của chúng ta, lại xảy ra sự cố, giáo sư Phương đích thân đến đây, tố cáo thí sinh sao chép. Chương trình này, chẳng cần tôi thêm thắt gì cả, giáo sư Phương, anh nói anh ta sao chép dữ liệu của anh, nhưng từ trước đến nay, chúng tôi chưa từng nghe nói. Anh nghiên cứu thiết bị trọng lực này, vì đây là một kế hoạch bảo mật. Cho đến khi tôi nghe nói, anh ta cầm kết quả nghiên cứu của tôi, đến tham gia cuộc thi khoa học. Người này, vì lợi ích cá nhân, đã sao chép dữ liệu nghiên cứu của tôi. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Dữ liệu của tôi, đều ở trong phòng thí nghiệm của tôi, trợ lý của tôi, sẽ sớm mang bằng chứng đến ngay. Thật không thể tin được. Anh Ninh, anh thực sự đã sao chép, của nghiên cứu của giáo sư Phương sao? Tôi không có.
Tất cả những thứ này đều tôi thức đêm làm ra. Ban ngày tôi đi giao hàng, từng đêm một để làm ra nó. Ninh Thành, tôi hỏi anh một lần nữa, anh dám thề không, rằng không sao chép của tôi. Thề với danh nghĩa của con trai anh đi. Nói đi. Ninh Thành, chọn đi. Đừng do dự nữa. Giấc mơ bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng có người nhớ đến tôi rồi, nhưng... chỉ còn một bước nữa thôi. Vậy nên, anh muốn chọn giấc mơ sao? Anh biết công nghệ này có thể mang lại cho tôi bao nhiêu tiền tài và danh tiếng không? Vậy nên, anh dám động đến vận may của tôi. Thì tôi sẽ để anh sống trong tiếc nuối suốt đời. Đừng mà, đừng mà, đừng mà. Sao vậy? Không nỡ à? Đừng mà. Ha ha, tiếp tục theo đuổi giấc mơ của anh đi. Tiếp tục đối đầu với tôi đi. Chỉ là một đứa con trai thôi mà. Tình cha con, sao quan trọng hơn nửa đời tâm huyết chứ? Tôi chọn con trai. Anh không cần sao, vậy thì ngoan ngoãn làm bàn đạp cho tôi, thừa nhận sao chép đi. Để tôi đạp anh dưới chân, hưởng danh tiếng lẫn tiền tài, đến lúc đó, tôi sẽ thả con trai anh. Ha ha, Ninh Thành. Anh nói gì đi chứ? Nghĩ kỹ rồi hãy nói. Dữ liệu của tôi là sao chép, tôi nói rồi, người bình thường như anh, sao có thể tạo ra dữ liệu này được chứ? Hóa ra là sao chép à, tôi biết ngay anh không phải người tốt. Lại còn là thứ rác rưởi sao chép của người khác. Thật đáng tiếc, hóa ra là sao chép. Thì ra, anh chỉ là một tên hề thích làm trò lố lăng, đồ rác rưởi, mau cút xuống. Xông vào phòng thí nghiệm của tôi, tán tỉnh con gái tôi sẽ lột ra hắn. Ông chủ, ông ngủ. Đừng làm cô ấy sợ, vớ vẩn, tôi sẽ giết hắn. Hắn vừa thừa nhận đã sao chép. Bố. Tại sao? Đó là cả tâm huyết cả đời của bố. Ban ngày bố làm việc, kiếm tiền học phí và sinh hoạt phí. Ban đêm bố lại thức trắng đêm, đứng ở đó làm việc. Tôi đều nhìn thấy cả, làm sao ông ấy có thể nỡ lòng, giao nộp thiết bị trọng lực. Có lẽ trong lòng ông ấy, anh quan trọng hơn, thiết bị trọng lực đấy. Không sao đâu, vẫn chưa thua đâu, chúng ta sẽ đi đến cuộc thi khoa học. Tôi giúp bố xả giận. Chết thật, sao mình gọi là bố nhỉ? Không giữ được bình tĩnh. Cô nói đúng, vừa hay tôi cũng gần xong rồi, muốn cho bố xem thử. Không thể nào, anh thật sự đã làm ra nó. Vào phòng thí nghiệm, tán tỉnh con tôi, thằng nhãi đó đâu rồi, ra đây ngay. Ông chủ, ông ngủ, có lẽ anh ta ra ngoài với tiểu thư rồi, làm rối tung phòng thí nghiệm, còn tán tỉnh con tôi muốn lột ra anh ta. Đây là cái gì? Thiết bị trọng lực. Không thể nào. Thiết kế tinh vi đến vậy sao? Anh ta đã thiết kế ra nó. Đúng vậy, anh ta đã thiết kế ra thiết bị trọng lực rồi. Anh ta đã làm được. Mau kiểm tra camera giám sát. Phải tìm ra người này. Nhanh đi, nhanh đi. Ông chủ, ông ngủ. Thằng nhóc đó không xứng với tiểu thư. Nhưng giờ ngài muốn xử anh ta. Có phải hơi bắt nạt kẻ yếu không? Bắt nạt kẻ yếu gì chứ? Ai nói không xứng với con tôi? Tôi nói anh biết. Anh biết đây là gì không? Đây là thiết bị trọng lực. Anh ta đã thiết kế ra nó. Đây là thiên tài trăm năm có một. Nhanh lên, nhanh tìm anh ta. Nhất định phải tìm ra anh ta. Tôi muốn cả thế giới biết ngôi sao khoa học này. Ha ha, nhanh lên, nhanh lên. Vâng. Trời ơi. Dữ liệu của tôi là sao chép. Ninh Thành. Mặc dù hành vi của anh tôi cảm thấy rất khinh thường, nhưng vì anh đã chịu thừa nhận, tôi sẽ không truy cứu thêm nữa. Vì anh đã thừa nhận, dữ liệu này là ăn cắp, thì nó ở trong tay anh. Cũng không có giá trị gì nữa. Xé nó đi. Phương Châu, tôi xin anh, đây là tâm huyết của tôi cầu xin anh. Tôi bảo anh xé nó đi. Tôi. Vừa mới đây, dữ liệu của cuộc thi khoa học đã đạt kỷ lục mới. Trên mạng cũng xuất hiện nhiều đánh giá khác nhau của khán giả. Quả nhiên là rác rưởi. Suýt nữa tôi đã tin, nghe có vẻ ghê gớm. Hóa ra là sao chép, rác rưởi, chống đạo nhái, vẫn là giáo sư Phương chính trực, xé đi, không hổ danh là giáo sư Phương, mong đợi nghiên cứu của giáo sư Phương, sớm có kết quả, tòa nhà kiên cường. Giáo sư Phương, tôi đã làm chứng cứ thời gian rất thật, chứng minh đó là dữ liệu anh đã vất vả nghiên cứu, tốt, rất tốt. Bố tôi hoàn toàn không sao chép, chính là Phương Châu này,
dùng thủ đoạn gian xảo, lừa dối mọi người. Tiểu Huy, con, sao con lại đến đây? Bố. Không sao đâu, con đến rồi. Là anh. Sao anh vào được đây? Sao ai cũng có thể xông vào đây? Bảo vệ đâu rồi? Bảo vệ đâu? Đây là nơi gì chứ? Mau kéo họ ra ngoài. Phương Châu, anh muốn thiết bị trọng lực sao? Xem nó tái xuất thế nào. Tôi cũng muốn để anh tận mắt chứng kiến. Tôi dùng khoa học làm kiếm, xóa tan mọi sự lừa dối. Chuyện gì đang xảy ra đây? Có phải động đất không? Anh ta vừa nói thiết bị trọng lực. Không lẽ, không thể nào, những người không liên quan, có 3 giây để biến mất. Nếu không, hậu quả tự chịu. Này, đừng đi chứ. San San, bây giờ thiết bị trọng lực không thể phô trương quá mức, giúp tôi ngắt tín hiệu phát trực tiếp đi. Đừng, dữ liệu đang rất tốt mà, nếu ngắt bây giờ thì... Thật, thật tiếc quá. Động đất kết thúc nhanh vậy sao? Có vẻ là vậy. Có vẻ là động đất bất ngờ, cũng đúng, sao có thể là thiết bị trọng lực được? Mình nghĩ quá nhiều rồi, đúng là động đất bất ngờ, anh là Ninh Huy phải không? Giống như cha anh, chỉ biết làm trò gây sự chú ý, dữ liệu tọa độ đã hiệu chỉnh, mục tiêu tọa độ trọng lực gấp 5 lần, quỳ xuống hết cho tôi. Các người, không ai xứng để đứng ở đây, đây có phải phép thuật không? Tôi sao lại không thở được, hít thở thật khó khăn, sao tôi biết được, đây chắc chắn là phép thuật, tôi không muốn ở chung với các người, còn tự xưng là học giả gì đó. Chúng ta vừa chịu đựng, chính là trọng lực gia tăng. Đây là thiết bị trọng lực. Anh ta thật sự đã làm ra được nó. Không thể nào. Giáo sư Băng Tâm, cô đang nói gì vậy? Sao có thể là thiết bị trọng lực chứ? Dù cho lý thuyết này có khả thi đi nữa, nhưng để thực hiện được, còn một chặng dài để đi. Sao có thể chế tạo ra nhanh như vậy? Nhưng mà... Cũng đây may sự thật là vậy. May mắn là chúng ta đã không gây ra sai lầm lớn. Phương Châu, đây là thiết bị trọng lực anh muốn có. Thế nào? Cảm giác ra sao? Thiết bị trọng lực đã được chế tạo ra. Anh ta dám chế tạo thiết bị trọng lực, vinh quang đó thuộc về tôi. Tiểu Huy, con đã nghiên cứu ra thiết bị trọng lực sao? Chú không nhìn nhầm đâu. Ninh Huy rất xuất sắc, cháu tận mắt chứng kiến anh ấy chế tạo thiết bị trọng lực. Đúng vậy, nó được nghiên cứu dựa trên dữ liệu của tôi, hầu hết đều hoàn thành dựa trên nền tảng của bố tôi, ngoại trừ phần quan trọng nhất. Vâng, nhưng tôi vẫn còn thiếu bước cuối. Chẳng lẽ bước cuối đó không khó? Con trai đã vô tình làm được rồi. Đúng như dự đoán, hắn đã dùng dữ liệu đó. Tôi đã có dữ liệu đó. Thiếu một chút nữa thôi, tôi sẽ vừa có danh tiếng vừa có tiền tài. Không được, dữ liệu đó nằm trong tay tôi. Tôi vẫn còn cơ hội. Tôi nhất định phải lật ngược tình thế. Tôi chưa thua đâu. Đúng vậy, lão giả, qua đây, nhanh lên. Giáo sư Phương, tôi không chịu nổi nữa. Chúng ta chấp nhận thua đi, Ninh Thành. Là tôi giúp giáo sư Phương. Anh im miệng đi. Chúng ta vẫn chưa thua. Giáo sư Phương, tôi không chịu nổi nữa. Cơ thể tôi quá nặng rồi. Anh cam tâm, để hai cha con đó thắng chúng ta sao? Anh có thấy cái nút đó không? Bỏ qua đó, ấn nó đi. Chúng ta vẫn còn cơ hội. Vẫn còn cơ hội để thắng. Giáo sư Phương, ý của anh là, nhanh lên đi. Tôi sẽ đưa cho anh thiết bị trọng lực thứ hai. Được. Ninh Huy, nhìn kìa, ông ta đang làm gì vậy? Đó là nút phát sóng trực tiếp toàn cầu. Chỉ cần nhấn vào, sẽ ngay lập tức chuyển sang phát sóng trực tiếp toàn cầu. Ông ta muốn làm gì? Tôi tố cáo, cha con Ninh Thành đã sao chép nghiên cứu của tôi, tạo ra thiết bị trọng lực, giờ còn muốn giết người bịt đầu mối. Đặc biệt là Ninh Thành, anh ta giả mạo, nhưng tôi đã phát hiện, anh ta không biết hối cải, đã sao chép nghiên cứu của tôi. Tạo ra thiết bị trọng lực sớm hơn, muốn chiếm làm của riêng. Ninh Thành, anh nói gì về tôi cũng được, nhưng thiết bị trọng lực là tâm huyết cả đời của tôi. Tôi xin anh, trả lại nó cho tôi. Thành quả nghiên cứu bị ăn cắp, thật đau đớn, còn muốn giết người bịt đầu mối. Còn có luật pháp không? Giáo sư Phương thật đáng thương, anh ấy tốt vậy nhưng lại bị bắt nạt. Ủng hộ giáo sư Phương, không cho phép hành vi sao chép. Giáo sư đã vất vả, nghiên cứu ra thiết bị trọng lực, bây giờ phải chịu đựng,
Tra tấn của thiết bị trọng lực, không ai can thiệp sao? Tắt thiết bị trọng lực, trả lại cho giáo sư. Phải tắt thiết bị trọng lực, trả lại cho giáo sư Phương. Không phải, tất cả đều là dữ liệu của tôi làm ra. Anh nói dối, không phải sao chép, sao anh lại giết người diệt khẩu? Tôi không có. Vậy con trai anh? Ninh Huy đang làm gì? Anh ta dùng thiết bị tôi chế tạo để giết tôi. Chẳng phải giết người diệt khẩu sao, anh? Cái đó, tôi là người phụ trách thiết bị trọng lực, kẻ đạo đức giả. Không, không, đồ đạo đức giả, là do họ chột dạ. Họ không dám đối mặt với giáo sư Phương. Muốn giết tôi à? Các người đang đảo lộn trắng đen. Các người quá đáng rồi. Ninh Huy, tăng trọng lực lên cho họ, để họ nếm thêm chút khổ sở. Không sao, để tôi lo. Họ muốn phát trực tiếp, thì cứ để họ phát đi. Được, nghe theo anh. Con trai, cả thế giới đều muốn con tắt thiết đó bị đi. Cái này, phải làm sao đây? Không sao đâu, bố. Con sẽ tắt nó, vốn chỉ muốn răn đe thôi. Ôi trời, nhẹ rồi. Không còn nặng nữa, vừa nãy rồi khó chịu chết đi được. Cô Băng Tâm, chúng ta đi thôi. Gọi điện cho thầy của tôi phải nói với ông ấy. Thiết bị trọng lực đã xuất hiện, có thể làm rung chuyển cả thời đại. Cô đúng là, chúng ta đến đây để kiếm tiền, không thể đem mạng sống đặt cược được. Ninh Huy, xét thấy anh còn trẻ, tôi có thể bỏ qua chuyện này, chỉ cần anh trả lại thiết bị trọng lực cho tôi. Trước khán giả toàn cầu tôi sẽ tha thứ cho anh, tôi khinh, anh đúng là vô liêm sỉ, rõ ràng anh sao chép của chú ấy. Cô gái nhỏ, nói chuyện phải có chứng cứ. Vậy cô có chứng cứ gì? Trùng hợp thật, chứng cứ đến rồi. Ở đây, có ghi chép lại tất cả nghiên cứu về thiết bị trọng lực, hơn nữa, còn sớm hơn tên Ninh Thành 3 tháng, thời gian là bằng chứng, quá trình thực nghiệm và nghiên cứu. Sao Phương Châu có thể có được? Không thể nào, tất cả đều là giả, may mà tôi đã sắp xếp người, giả mạo dữ liệu từ trước. Hôm nay, dù trời sập đi nữa, thiết bị trọng lực cũng là của tôi, Ninh Huy, phải không? Bây giờ tôi sẽ trước khán giả toàn cầu, công khai dữ liệu thời gian này, nếu anh dùng thiết bị trọng lực, để giết tôi. Công lao vĩ đại này, cũng thuộc về Phương Châu tôi. Có giỏi thì, anh dùng thiết bị trọng lực giết tôi đi. Dù tôi, Phương Châu có chết, tôi sẽ được lưu danh trong sử sách. Còn cha anh, Ninh Thành, vĩnh viễn chỉ là một tên trộm bị nguyền rủa muôn đời. Anh đúng là đồ ngốc. Người ta ở cuộc thi khoa học đó, anh tìm mãi làm gì? Phải phát sóng toàn cầu mới biết. Ông chủ, thời gian gấp quá. Vả lại, đã tìm thấy rồi sao? Nhanh lên nào. Tôi muốn ngay lập tức gặp gỡ con rể thiên tài của tôi. Ha ha, vậy đã nhận con rể rồi à? Chưa có gì chắc chắn đâu. Biết đâu anh ta và tiểu thư chỉ là bạn bè thôi. Anh ngốc thật. Anh nói nữa là tôi đuổi việc đấy. Không ai hiểu con gái bằng cha. Ha ha. Anh vừa nói, nghiên cứu của cha tôi chậm hơn anh 3 tháng. Đúng vậy. Tôi có bằng chứng chứng minh cha tôi nộp dữ liệu, không cung cấp dấu thời gian. Vậy sao anh biết nghiên cứu của cha tôi bắt đầu từ khi nào? Có thể biết chính xác thời gian nghiên cứu của cha tôi chậm hơn anh 3 tháng. Tôi, từ khi tôi còn nhớ, cha tôi đã bắt đầu nghiên cứu dự án này. Dấu thời gian của cha tôi ít nhất phải có 10 năm. Phương Châu, anh điều tra kỹ qua nhỉ? Đúng là đã chuẩn bị từ lâu, dù cho giáo sư Phương biết trước dấu thời gian của Ninh Thành, nhưng mà dấu thời gian của giáo sư Phương sớm hơn. Thiết bị trọng lực là của giáo sư Phương. Nhìn gì mà nhìn, mau giao nộp thiết bị trọng lực trong tay anh ra. Thứ đó không phải của anh, thời gian không thể giả mạo sao? Anh định làm gì? Sao không chúng ta kiểm tra ngay trước phát sóng toàn cầu, xem thời gian là thật hay giả? Đứa trẻ con như anh, biết gì mà kiểm tra? Kiểm tra dấu thời gian chỉ là kiến thức của học sinh lớp 2 thôi. Hơn nữa, phát sóng toàn cầu có chuyên gia kiểm tra. Anh sợ gì chứ? Anh to gan thật đấy. Anh có tư cách gì nghi ngờ giáo sư Phương? Giáo sư Phương là nhà nghiên cứu trẻ tuổi nhất, xuất sắc nhất của Đại Hạ. Sao anh ấy có thể nói dối được? Loại người như anh cũng có tư cách kiểm tra giáo sư Phương à? Từ khi nào, khoa học cũng phải nhìn vào gia cảnh. Nói thêm nữa, nếu gia cảnh là chân lý, thì chẳng phải là, tôi nói gì, thì đó là sự thật sao? Một kẻ nhà quê, lại còn là một tên theo đuôi. Anh có tư cách gì mà dám so với chúng tôi, những chuyên gia quý tộc? Anh sợ rồi à, hay là nói? Giáo sư Phương sợ rồi, toàn là nói nhảm, có gì mà phải sợ?
chỉ là các người đẳng cấp quá thấp, nếu muốn kiểm tra thật giả, cũng phải như giáo sư giả, mới đủ tư cách, đến kẻ ngốc cũng thấy, các người cấu kết với nhau làm chuyện xấu rồi, để anh ta kiểm tra, chẳng phải vô ích sao? Tôi không kiểm tra, chẳng lẽ anh kiểm tra, những kẻ thuộc tầng lớp thấp kém, khi nói chuyện chỉ toàn nói bậy, thiếu tôn trọng cơ bản đối với tôi, và giáo sư Phương, những chuyên gia, giáo sư, vừa rồi anh nói gì tôi? Tôi nói rằng, là đứa trẻ sinh ra trong gia đình thấp kém, không tôn trọng chuyên gia, không nghe lời khuyên của chuyên gia, ôi trời, con là lỗi của cha, cha mẹ anh, cũng chỉ là... Bố, có người chửi bố. Bố nghe thấy rồi. Bố à? Anh ta bắt nạt con. Tôi đã nói cái gì thế? Con ổn chứ? Anh là Ninh Huy phải không? Ha ha, con rể tốt, tôi tìm thấy anh rồi, tôi... Bố nghiêm túc được không? Bố đang nói gì vậy? Chuyện đám cưới để sau đi, làm việc chính trước đã. Đám cưới gì chứ? Đáng ghét. Chỉ là một thời gian thôi mà, vậy thì trên sóng trực tiếp toàn cầu, chúng ta sẽ kiểm tra, tính xác thực của thời gian này. Giáo sư Mạc, sao ngài lại đến đây? Giáo sư Mạc, tôi, vừa rồi. Thật sự tôi không biết làm sao, mà lại mắng con gái ngài. Tôi không biết, đây là con ngài. Anh không biết, chúng tôi giống nhau như vậy, nhận ra sao? Giống, ha ha, rất giống, do tôi có tầng lớp thấp à? Hay vì tôi không có quan hệ, không có nền tảng? Ha ha, giáo sư Mạc, ngài nói đùa rồi. Mạc gia, là gia tộc nghiên cứu hàng đầu ở Đại Hạ. Tập đoàn Mạc Thị, cũng là một trong 500 công ty hàng đầu. Thôi được rồi, bắt đầu đi, không cần nói nhiều nữa. Rốt cuộc là ai phát minh ra thiết bị trọng lực này? Thiên tài này là ai? Chúng ta sẽ công bố ngay bây giờ. Đưa đây. Sao vậy, giáo sư Mạc? Ngài nhất định vì câu nói đùa của hai đứa trẻ mà làm khó tôi, Phương Châu, sao? Dù sao thì tôi, Phương Châu, cũng quen biết không ít nguồn lực và mối quan hệ. Tương lai sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho Mạc gia. Còn Ninh Thành chỉ là người bình thường, không có khả năng gì hợp tác với tôi. Giáo sư Mạc là lựa chọn mang lại lợi ích cho Mạc gia. Hai đứa trẻ này, một đứa là con gái tôi, đây. Anh Hùng Hà tất hỏi xuất thân, anh ta chính là thiên tài tạo ra thiết bị trọng lực. So với anh ta, xuất thân của tôi hoàn toàn lu mờ. Hơn nữa, tôi chỉ làm trọng tài để đánh giá tính chân thật của thời gian. Sao tôi lại làm khó anh được chứ? Giáo sư Mạc, ngài đừng nghe anh ta nói bậy. Anh ta chỉ là kẻ đã ăn cắp thiết bị của giáo sư Phương, sau đó khoe khoang ở đây. Thực ra, thiết bị trọng lực là do giáo sư Phương nghiên cứu, anh ấy là tác giả chính, còn tôi là tác giả thứ hai. Tác giả thứ hai? Anh là tác giả thứ hai, đúng vậy, giáo sư Phương nghiên cứu thiết bị, tôi đã góp sức. Nếu tôi không nhớ nhầm, vừa rồi trong cuộc thi nghiên cứu, chẳng phải anh chê bai thiết bị trọng lực của cha tôi sao? Anh nói ông ấy là kẻ hoang tưởng sao? Sao bây giờ, anh lại thành đồng tác giả rồi? Thiết bị trọng lực là dự án vĩ đại như vậy, nếu giao cho người bình thường làm, thì nhìn vào, ai cũng nghĩ là kẻ hoang tưởng. Nhưng, nếu giao dự án cho giáo sư Phương, thì sẽ có rất nhiều khả năng. Đúng vậy, khi tôi nghiên cứu thiết bị trọng lực, giáo sư giả có thể không rõ lắm, nhưng ông ấy đã gợi ý rất nhiều cho tôi. Vì vậy, tôi cho ông ấy là đồng tác giả, cũng không có gì lạ cả. Những chuyện học thuật cao siêu, một đứa trẻ như anh, thì hiểu gì được. Chuyện học thuật cao siêu. Tôi đang chờ những thứ cao siêu hơn, có những kẻ cặn bã như anh, thì giới học thuật cũng thật sự mất đi sự thú vị. Anh dám coi thường học thuật, anh quá ngông cuồng, giáo sư Mạc. Tên nhóc này, đang nói năng bậy bạ ở đây, hạ thấp giới học thuật, xin ngài cùng tôi, trục xuất hai cha con họ, báo cáo về thiết bị trọng lực, tôi sẵn lòng, cùng ngài làm đồng tác giả. Chia đều vinh quang. Ý của anh là, chia đều vinh quang và tài sản, từ thiết bị trọng lực này, chúng ta sẽ chia đều, đúng không? Ha ha, nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Bố. Không sao đâu, San, giáo sư Mạc là người trong sạch. Không sao đâu, ha ha. Cậu nhóc, đừng có tầng bốc tôi quá. Anh trước đây chưa từng gặp tôi nói cho anh biết, thiết bị trọng lực này, tôi thực sự thích nó. Đây là thứ gia đình tôi đã tiêu hết tài sản, vẫn không nghiên cứu được, sao tôi không thèm khát chứ? Giáo sư Mạc, vậy ông đồng ý rồi à? Đuổi họ cha con khỏi đây, chia sẻ vinh hoa với tôi. Mơ đi cưng.
anh ấy là con rể tôi. Anh ấy đã nghiên cứu ra, đây là vinh quang của Mạc gia. Tôi chia cho anh à, tôi đâu có điên. Ông Mạc, có lẽ ông muốn trong lúc phát sóng toàn cầu bảo vệ con rể của ông, đánh cắp thiết bị trọng lực của tôi và giáo sư Phương. Giáo sư Mạc, danh tiếng và tài sản của ông đều cao hơn tôi nhiều. Bình thường, tôi nhường nhịn ông, nhưng thiết bị trọng lực này là cả tâm huyết đời tôi, như con của tôi vậy. Nếu ông giao cho con rể của ông, tôi sẽ không đồng ý. Tôi cũng không đồng ý. Cái đó, xin lỗi một chút. San San. Ok. Tôi luôn thắc mắc tại sao Phương Châu lại có dữ liệu nghiên cứu của bố tôi, còn đóng dấu thời gian nữa. Phải biết rằng, tối qua anh ta còn ở nhà tôi, ép bố sẽ giao nộp dữ liệu nghiên cứu. Anh nói bậy bạ, tôi ở nhà anh khi nào, vì vậy tôi đã nhờ San San kiểm tra tín hiệu điện từ của chương trình hôm nay. Kết quả thở kinh ngạc, trong suốt cuộc thi khoa học, giám khảo giả liên tục giữ liên lạc với bên ngoài, đã gửi đi một tập dữ liệu. Tôi đã đọc nội dung anh ta gửi, phát hiện bên trong là hình ảnh dữ liệu của bố tôi. Giám khảo giả, có thể giải thích một chút không? Với tư cách là giám khảo lại gửi dữ liệu của bố tôi ra bên ngoài, không thể nào, tôi rất cẩn thận, tôi luôn gửi dữ liệu được mã hóa. Tôi. Vị giám khảo vừa nãy, có phải lỡ miệng rồi không? Chẳng lẽ Đinh Huy nói là thật, đúng là gậy ông đập lưng ông. Anh không có chứng cứ đâu, tại sao tôi phải lừa anh? Giải mã chứ, kiến thức cơ bản của học sinh lớp 2, rất đơn giản. Con gái tôi đã trưởng thành. Tôi đã đưa dữ liệu này lên giao diện phát sóng toàn cầu rồi. Anh xâm nhập và điều khiển hệ thống phát sóng toàn cầu. Anh biết liên quan đến tín hiệu của bao nhiêu quốc gia không? Chỉ là nội dung mở rộng của chương trình lớp 2 thôi. Nội dung trong tài liệu này cũng dễ dàng để thấy. Điểm đến chính là gửi đến điện thoại của anh. Có kỹ thuật viên nào xác nhận tài liệu này thật không? Chẳng phải cướp sao? Người nhận vừa rồi là Phương Châu. Anh không chịu đưa ra dấu thời gian để kiểm tra. Giờ không còn ý nghĩa gì nữa. Giáo sư Mạc, hành động của giám khảo giả trong cuộc thi khoa học đã tiết lộ dữ liệu của thí sinh sẽ bị trừng phạt như thế nào? Bị trục xuất vĩnh viễn khỏi giới học thuật, tịch thu mọi danh hiệu, tùy tình huống có thể bị xử lý pháp luật. Tuy nhiên, việc sau đó thì tôi không thể can thiệp. Cảm ơn giáo sư Mạc. Đưa đi. Giáo sư Mạc, giáo sư Phương. Anh là cái gì chứ? Còn dám mắng con gái tôi. Phương Châu, âm mưu của anh trước khoa học không thể chống đỡ. Anh thua rồi, thua trước khoa học. Không, tôi đã nghĩ ra cách rồi, tôi vẫn chưa thua. Phương Châu, bỏ cuộc đi. Con trai tôi đã công khai rồi, bằng chứng anh và giả chính thông đồng với nhau, giấc mơ danh lợi của anh không còn nữa rồi. Đúng vậy. Tôi thừa nhận anh giỏi, Ninh Thành, anh có một đứa con giỏi, nhưng tôi vẫn chưa thua. Anh quên rồi sao, con trai anh dùng dữ liệu của anh để tạo ra thiết bị trọng lực. Thì sao nào, ông không hiểu à? Dữ liệu của anh. Tôi cũng có. Ha ha. Con trai anh, một học sinh trung học, cũng có thể dựa vào dữ liệu này để tạo ra thiết bị trọng lực. Anh biết điều này có nghĩa là gì không? Điều này có nghĩa là, dù ai nắm giữ công nghệ này, đều có thể tạo ra thiết bị trọng lực chưa từng có trước đây. Ông ấy vẫn chưa biết, thiết bị trọng lực của tôi không hoàn toàn dựa vào dữ liệu của bố tôi. Chỉ cần tôi run tay một chút, dữ liệu này sẽ bị phát tán ra ngoài. Hãy tưởng tượng, dữ liệu này sẽ gây ra một làn sóng hủy diệt. Phương Châu à, anh lề mề cái gì vậy? Anh muốn làm gì? Tôi muốn một lời hứa. Hứa với tôi rằng tôi sẽ là nhà phát triển thiết bị trọng lực. Ninh Thành này sẽ cùng chia sẻ vinh quang. Không, Ninh Thành rác rưởi này chỉ xứng làm kẻ thứ hai thôi. Toàn bộ tài sản, địa vị, danh dự đều phải thuộc về tôi. Chỉ cần đồng ý với tôi, mọi người mới được yên ổn. Phương Châu à, ngươi là kẻ vô lại. Nếu không đồng ý với tôi sẽ công bố dữ liệu này ra toàn cầu. Tiểu Ninh, hay là chúng ta đồng ý với hắn đi, cho hắn tất cả những gì hắn muốn. Bố. Con trai à, chỉ có con và bố mới biết, nếu thiết bị trọng lực rơi vào tay những quốc gia tàn bạo kia, sẽ mang lại thảm họa khủng khiếp. Nhưng mà, bố, con trai, bố chịu chút ủy khuất cũng không sao. Chỉ cần nhìn thấy thiết bị trọng lực ra mắt, và là do con dùng dữ liệu của bố tạo ra, bố đã mãn nguyện rồi. Còn về danh vọng phù phiếm đó,
bố chẳng quan tâm chút nào. Không, không công bằng. Anh ta là người như nào? Bố không biết sao, sự nhượng bộ của bố không thể làm anh ta tỉnh ngộ. Anh ta chỉ biết làm quá. Đúng, tôi sẽ làm nghiêm trọng hơn. Anh có thể làm gì được nữa? Bây giờ dữ liệu đang ở trong tay tôi, thành quả là của tôi. Các người chỉ có thể nhượng bộ, không còn lựa chọn khác. Phương Châu, không cần phải tỏ vẻ, như thể sẵn sàng chết. Cái nút đó, một khi anh ấn, anh sẽ không còn đường sống. Anh sợ chết hơn ai hết. Tôi sợ chết thì sao? Anh dám cá cược với tôi không? Anh định làm gì? Cá cược, tôi sẽ cùng anh cược. Tọa độ của anh đã bị tôi khóa. Chỉ cần tôi ấn nhẹ vào cảm biến, anh và điện thoại của anh sẽ bị áp lực gấp trăm lần, nghiền nát thành bùn. Đừng có làm loạn, cá cược xem sao. Anh không phải thích cá cược sao? Tùy anh cá cược kiểu gì. Cá cược xem tôi có nắm chặt không. Cá cược trước khi tôi nắm chặt. Anh có gửi được tin nhắn ra không? Có thể giây tiếp theo anh sẽ chết, hoặc trong 3 phút nữa. Lúc đàm phán anh ấy trông đẹp trai đấy. Chú ý vào Phương Châu, dùng dữ liệu để bảo vệ mạng sống, đẩy tình thế khó khăn về phía Phương Châu. Anh ta tầm nhìn, thủ đoạn chắc chắn, chín chắn không thể tin nổi. Tờ Phương Châu rơi vào bế tắc, ở bên bờ vực sụp đổ. Alo, thầy, thiết bị trọng lực đã xuất hiện, sao có thể? Tuyệt đối không thể. Dù sao đi nữa, tôi tuyệt đối không tin, là do đứa trẻ làm ra. Tốt, tôi hiểu rồi, tôi sẽ không để. Dò dỉ dữ liệu. Nhanh lên, được. Trời sắp đổi. Thiết bị trọng lực đã xuất hiện. Không ai quản anh ta à? Nếu không, tôi sẽ thật sự gửi đi. Mạc Hải, ông đứng ở vị trí cao, ông cứ để cho anh ta làm loạn à? Mạc Hải, con gái yêu, dạ, bố thấy mình có phải già không? Tai bố không nghe được, mắt tôi cũng nhìn không rõ nữa. Có phải ai đó nói chuyện với bố không? Bố ơi, bố già rồi, vẫn phải chú ý giữ gìn sức khỏe, có tiếng gì đâu. Sau này con sẽ mua thêm dinh dưỡng cho bố, con gái bố thật hiếu thảo. Ha ha, đúng vậy. Mạc Hải, đừng giả vờ không nghe thấy. Một khi tôi công bố thông tin này ra ngoài, do gì thiết bị trọng lực, anh sẽ là một tội nhân. Này, đừng nói thế. Này, con rể tôi khá đẹp trai đấy chứ. Phải rồi. Bố, lại dùng chiêu trò với con, sao lại là con rể của bố được? Mạc Hải, cái này, đây là truyền hình trực tiếp toàn cầu, đừng làm loạn lên. Anh nói xem, tôi ở tuổi này, tôi thấy mình đã già rồi, đúng già thật. Cơ thể không nghe theo ý mình nữa, tóc cũng bạc rồi, anh nhìn xem, tôi phải tìm người kế vị thôi. Ha ha, Ninh Thành, anh hiểu rõ nhất, mối đe dọa của thiết bị trọng lực, nó là bước tiến mang tính cách mạng. Anh để con trai mình, làm vậy sao, nó đang chơi với lửa, Tiểu Huy, hay là, bố đi lấy nước cho con uống, đứng lâu thế mệt rồi phải không, cảm ơn bố. Ninh Thành. Sư phụ. Thật quá đáng, bỏ tay xuống, anh nghĩ thiết bị này là đồ chơi sao? Ha ha, viện sĩ Nhậm, là cơn gió nào đưa ngài đến đây? Ha ha, thì ra là viện sĩ Nhậm, trước đây không có liên hệ. Mạc Hải, anh cũng là gia tộc khoa học hàng đầu, anh phải có trách nhiệm chứ. Sao có thể để đứa trẻ cầm thiết bị trọng lực để ép buộc giáo sư được chứ? Nếu truyền ra ngoài, sẽ ra sao đây? Viện sĩ Nhậm, chuyện này không như ngài nghĩ đâu. Thôi được rồi. Chuyện này tôi đã nghe rồi, anh không cần lãng phí thời gian. Học trò của tôi, Băng Hân, đã báo cáo với tôi rồi. Thầy ơi, em thật sự, im đi, không phân biệt mức độ nghiêm trọng, dò dỉ dữ liệu thiết bị trọng lực, quan trọng hơn nhiều so với việc ai đúng ai sai. Bây giờ, nghe tôi chỉ huy, lấy cái thiết bị này, từ tay học sinh này, Mạc Hải, truyền đạt đến Phương Châu, cho anh ta danh dự và đãi ngộ. Ông Nhậm, cuối cùng ngài đến rồi, thằng nhóc này quá kiêu ngạo, lùi lại. Đứng đơ ra làm gì, mau lấy thiết bị trọng lực, từ tay học sinh này. Ông là viện sĩ Nhậm phải không? Ông có vẻ không lịch sự lắm, đây là sức mạnh của thiết bị trọng lực. Dù tôi đã chuẩn bị tinh thần, nhưng hôm nay gặp mặt, thì là một chuyện khác hẳn, thật sự quá kỳ diệu. Không được đến gần tọa độ đó đang chịu 3 lần trọng lực.
với mật độ xương của tuổi bạn, sẽ bị gãy xương nghiêm trọng. Vớ vẩn, thật sự vớ vẩn. Thiết bị trọng lực này, sao có thể nằm trong tay một đứa trẻ? Mau lấy nó. Lấy đồ của tôi, ít nhất cũng phải có lý do chứ. Đồ của anh, tôi tuyệt đối không tin. Thiết bị trọng lực này, lại do học sinh cấp 3 tạo ra. Hiện tại, điều cấp bách, là dữ liệu của thiết bị trọng lực. Không được tiết lộ, hiện giờ sự an nguy của đại hạ, hoàn toàn phụ thuộc vào anh và quyết định của giáo sư Phương. Anh, phải tuân theo tôi. Thiết bị trọng lực đột nhiên xuất hiện, dữ liệu của nó không được tiết lộ. Nếu không, nếu nó lan truyền, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nó sẽ không lan truyền đâu. Anh biết không, điều quan trọng bây giờ, phải trấn an giáo sư Phương, loại bỏ mối nguy hại. Việc đó quan trọng hơn nhiều, so với những việc khác, danh dự của anh và cha anh. Trấn an anh ấy, cha tôi mới là người phát triển dữ liệu thiết bị. Còn tôi, bây giờ đang nắm giữ thiết bị duy nhất trên thế giới. Nói cả buổi, anh không phải vẫn muốn được đãi ngộ sao? Sau khi giáo sư Phương được đãi ngộ, anh và cha anh có thể có được danh hiệu thứ hai. Tôi có thể đảm bảo rằng cha con anh một đời phú quý, không lo ăn mặc. Đây không phải điều chúng tôi muốn. Vấn đề là, đây là tâm huyết của bố tôi. Viện sĩ Nhậm, tôi không đàm phán với ngài để đòi lợi ích. Tôi đang thông báo cho ngài trả lại danh dự và địa vị bố tôi xứng đáng nhận được, trừng phạt thích đáng Phương Châu. Nếu không, tôi không ngại tự mình ra tay. Vô lý, anh nhà nghĩ đây là chợ sao? Đòi giá trên trời, trả giá dưới đất. Anh cũng không hiểu, cái gì quan trọng hơn chứ? Tôi nói với anh cũng vô ích. Phụ huynh đâu? Tôi muốn nói chuyện với phụ huynh của anh. Ông Nhậm, ông biết tôi. Ông là một bậc thầy về vật lý, đức cao vọng trọng, làm nghiên cứu học thuật. Ai mà không ngưỡng mộ ông chứ? Nhanh bảo con trai ông giao nộp thiết bị trọng lực ra, rồi xin lỗi giáo sư Phương Châu. Thiết bị trọng lực do con trai tôi phát minh, nhưng tôi không có quyền bắt nó giao nộp. Nhưng tôi cũng tin rằng, nó đã làm vậy là có lý do của nó. Ông có biết cái gì quan trọng hơn không? Giờ tôi không muốn tranh luận với anh. Thiết bị này do ai làm ra không quan trọng. Tôi chỉ muốn hỏi anh, sự chắc chắn mà anh nói có đạt 100% không? Một khi dữ liệu của thiết bị bị rò rỉ, với công nghệ hiện nay, không thể nào ngăn cản được. Đến lúc đó, cả thế giới sẽ rơi vào cảnh bể khổ, một mớ hỗn độn, cha con các người có thể chịu trách nhiệm được không? 100%, gì cơ? Tôi nói, tôi có chắc chắn 100%, dữ liệu sẽ không bị rò rỉ. Phương Châu sẽ không thành công. Cái 100% mà anh nói, hoàn toàn không có bằng chứng, anh chỉ nói suông thôi. Tất nhiên tôi có căn cứ, nhưng không thể công khai được, dữ liệu của bố tôi không thể chế tạo ra thiết bị trọng lực. Tôi, một học sinh trung học, tự phát minh ra thiết bị trọng lực, còn gây chấn động hơn nữa. Không ai sẽ tin điều đó. Ngay cả khi ông không tin tôi cũng sẽ không thỏa hiệp, giao nộp thiết bị trọng lực, thả Phương Châu đi. Thay vì ngồi đây cãi vã, chúng ta nên đặt cược. Cược? Cược cái gì? Viện sĩ Nhậm, yêu cầu của ông là loại bỏ nguy cơ, còn Phương Châu muốn danh hiệu người phát minh ra thiết bị trọng lực, đúng chứ? Vậy thì thiết bị trọng lực là của tôi, dù tôi cũng rất tò mò, tôi cũng không biết thiết bị trọng lực này là ai thiết kế ra. Nhưng trước đó, dữ liệu không thể bị lộ, đây là giới hạn của tôi mà tôi đề ra cho ông, rất tốt. Vậy chúng ta cược xem, Phương Châu có thể dùng dữ liệu này để làm ra thiết bị này không? Cược của anh, chắc chắn sẽ thua, anh ta cầm dữ liệu làm, chẳng lẽ không làm được sao? Cái này có ý nghĩa gì? Có ý nghĩa hay không, phải cược rồi mới biết. Nếu anh thua cược, sẽ làm thế nào? Nếu tôi thua, cha con tôi sẽ giao nộp thiết bị trọng lực, không còn theo đuổi danh dự này nữa. Xong rồi, xong rồi, con rể của tôi, có phải mất trí không vậy? Phương Châu đúng là sao chép, nhưng hắn là dòng dõi học thuật, làm theo dữ liệu thì không được sao? Đối mặt với viện sĩ Nhậm, với địa vị như vậy, anh ấy vẫn có thể bình tĩnh. Anh ấy thật đẹp trai, Tiểu Huy. Bố, tin con thêm lần nữa. Bố luôn tin con vô điều kiện, dù có thua đi nữa, chỉ cần cha con ta đồng lòng, thì không có gì phải sợ. Nếu anh thắng, Phương Châu cầm dữ liệu này, làm không ra, thì có nghĩa là, thiết bị này là do đứa trẻ như anh, làm ra. Nếu như vậy, không chỉ Phương Châu, mà cả tôi, cũng sẽ để anh tự xử lý, bị Mạc Hải phá đám. Tôi đang lo không tìm được cơ hội, để lấy được thiết bị trọng lực này. Tên nhóc đó chắc nghĩ, tôi thậm chí không hiểu nổi dữ liệu, tôi sẽ cho anh thấy, cái giá của việc coi thường tôi. Nếu thua, tôi cũng để anh xử lý. Đương nhiên anh phải để tôi xử lý. Phương Châu, anh đang nắm trong tay công nghệ vượt thời đại, có thể hứa với anh trước, rồi tìm xem ai là người phát minh. Nếu anh thất bại thì sao? Ngài Nhậm yên tâm,
Thiết bị này là tâm huyết cả đời tôi. Tôi quá quen thuộc với nó rồi. Tôi nhắm mắt cũng có thể làm xong. Ninh Huy, tự tin của anh là gì vậy? Chẳng lẽ thật sự như tôi nghĩ sao? Một mình anh đã vượt qua được phần khó nhất của thiết bị trọng lực. Ôi trời, đây là dữ liệu Ninh Thành cũng không có. Nên anh mới tự tin như vậy, tham gia vào ván cược này. Này! Con bị mê trai à? Bố này! Đây là ván cược không công bằng, con không lo cho bạn trai của con sao? Bạn trai gì chứ? Bố đừng nói bậy nữa. Với lại Ninh Huy rất thông minh, anh ấy chắc chắn sẽ làm được. À, ý con là... anh ta thông minh, còn bố là kẻ ngốc, phải không? Bố, so với Ninh Huy, bố có ngốc một chút. Nhìn thiết bị trọng lực của bố đi, đổ vào bao nhiêu tiền rồi? Mẹ còn nói, chuỗi tài chính sắp đứt đến nơi rồi. Con gái này, bố nuôi con thật vô ích. Mới gặp có một ngày, cái áo bông nhỏ của bố đã bị thủng mất rồi. Để công bằng hơn, Phương Châu cũng dùng phòng thí nghiệm của tôi. Phòng thí nghiệm bố đã dọn dẹp rồi, dữ liệu con làm trước đó, bố không để lại chút nào. Cảm ơn chú Mạc. Gọi là bố đi, hả? Bố đang nói gì vậy? Trước đây tôi còn lo lắng, chỉ dựa vào một bộ dữ liệu, có thể hoàn toàn áp chế họ. Bây giờ, tôi sắp tạo ra thiết bị trọng lực rồi, một đứa trẻ cũng có thể làm ra. Tôi sẽ làm còn tốt hơn. Đến lúc đó, Ninh Huy, anh sẽ hối hận, vừa rồi dám dùng thiết bị này đe dọa tôi, sao lại giận dữ thế? Anh không nên cảm ơn tôi sao? Nếu không phải vì tôi, thì cả đời này, anh khó bước vào phòng thí nghiệm lần nữa. Dù sao, cả đời anh đã lừa đảo và danh hão, đồ mồm mép, chua ngoa. Cứ đợi đấy. Thì ra là vậy. Thảo nào dám đánh cược với tôi, dữ liệu thiếu một, thiết bị chuyển đổi năng lượng. Thằng nhóc, anh quá coi thường tôi rồi, điều này đối với tôi, dễ như trở bàn tay. Alo, Tiểu Lý, tôi cần một cái thiết bị chuyển đổi năng lượng. Anh qua đây ngay, anh chơi xấu, anh nhìn viện trợ bên ngoài. Chi tiết về thiết bị chuyển đổi năng lượng, tôi không nhớ rõ lắm, nhưng tài nguyên và quan hệ cũng là một phần của sức mạnh mà. Trong ván cược đâu có nói, tôi không thể tìm viện trợ bên ngoài. Giáo sư Phương Châu, cho anh lần này, lần sau không được như thế. Cảm ơn viện sĩ Nhậm. Các người một đám, bắt nạt một học sinh như Ninh Huy. Chuyện này, thật sự có chút không ổn. Nhưng mà, Ninh Huy, bây giờ chúng ta không thể xung đột với Phương Châu, chỉ cho anh ta lần này. Nhưng mà, anh có yêu cầu gì, cũng có thể đề xuất. Tôi không yêu cầu. Phương Châu không làm được, tự tin vậy sao? Thực sự, trong dữ liệu của tôi, thiếu phần chuyển đổi năng lượng, và Tiểu Huy có thể bổ sung đến mức này, đã rất đáng khen rồi. Chỉ là, bây giờ, Phương Châu, nếu anh, xin lỗi vì đã làm phiền. San San, em cũng ở đây à? Vâng, người Phương Châu mời đến giúp. Lại là anh, sao lại là anh ta? Anh ta là ai? Anh ta là chuyên gia hàng đầu trong chuyển đổi năng lượng. À, là du học sinh, có bằng thạc sĩ từ hai trường danh tiếng. Cũng là người theo đuổi con gái tôi. San San không phải, vẫn chưa vào đại học sao? Đúng thế, nên tôi đã từ chối anh ta, đuổi anh ta ra ngoài rồi. Quả thực, đại học quan trọng hơn. San San, anh đã xem phát sóng trực tiếp của cuộc thi. Hai người họ lai lịch không rõ ràng. Anh không nên giúp họ chống lại giáo sư Phương. Tôi không muốn nói chuyện với người giúp đỡ Phương Châu. Chú Mạc, cháu sẽ chào chú sau. Bây giờ cháu phải đi giúp giáo sư Phương trước. Được. Cùng một ruột cả thôi, cấu kết với nhau làm việc xấu. Thành công rồi, tôi đã làm được rồi. Quả là giáo sư Phương, lần này, thiết bị trọng lực đầu tiên, không ai khác ngoài anh. Cũng nhờ sự giúp đỡ của anh, tôi sẽ cân nhắc, viết tên anh vào tác phẩm. Anh còn trẻ như vậy, có được vinh dự này, tương lai rất sáng lạng. Đều là nhờ giáo sư Phương dạy dỗ, đúng là như vậy mà, dữ liệu này có thể hoàn thành. Công nghệ này là của đại hạ, báu vật, tự nhiên rồi. Đây là kết quả nghiên cứu vất vả của tôi. Ninh Huy, Ninh Thành, tôi đã hoàn thành ván cược rồi. Các người đã thua, chấp nhận số phận đi. Xong rồi, anh ta làm được rồi. Ninh Huy, anh ấy thua rồi. Ninh Huy. San San, tôi đã nói với các người từ trước,
đừng đối đầu với giáo sư Phương. Các người xem, còn muốn so tài với giáo sư Phương. Kết quả vẫn thua thôi. Thật buồn cười. Buồn cười là anh ấy. Tôi thấy Ninh Huy yêu khoa học, phân biệt đúng sai, theo đuổi tiến bộ. Hơn hẳn cách anh nịnh bợ, gấp trăm lần, cô. San San. Sau này cô phải chú ý, cách nói chuyện với tôi. Anh không thấy tôi đứng đây sao? À, tôi cũng hy vọng anh, nói chuyện với con gái tôi, tử tế một chút. Giáo sư Mạc, trước đây, tôi chỉ nghĩ Mạc gia là gia tộc hàng đầu về nghiên cứu, nên tôi nhẫn nhịn với con ông rất nhiều lần, nhưng đến giờ này, cô ấy vẫn dám sỉ nhục tôi như vậy. Trước đây Mạc gia là gia tộc hàng đầu của Đại Hạ, nên anh đối xử với San San, ra sức lấy lòng con bé, bị mắng cũng không phản kháng. Sao nào, bây giờ chúng tôi đã suy sụp. Giờ đây, giáo sư Phương, có thành tựu như vậy, chắc chắn sẽ nổi danh khắp Đại Hạ, và tôi, với tư cách trợ lý đắc lực, chắc chắn sẽ ghi danh vào sử sách, vị trí đứng đầu của Mạc gia, chẳng phải sẽ phải nhường lại sao? Tôi nghĩ rằng, giáo sư Mạc, bây giờ Mạc gia của các người, nên cúi đầu trước tôi, hạ mình xuống chứ. Không hổ là tinh anh, không chỉ có kỹ thuật chuyên môn, mà còn học được nghệ thuật thay đổi sắc mặt nữa. Tốc độ thay đổi sắc mặt của anh, làm cho ông già này mở rộng tầm mắt thật đấy. Vì đã nói rõ rồi, giáo sư Mạc, thực ra anh nên dạy dỗ San San cách cư xử trong giới học thuật. Tất nhiên, tôi thật lòng với San San, nếu ông đồng ý gả cô ấy cho tôi, đến lúc đó, Mạc gia sẽ trở thành gia đình thứ hai dưới quyền giáo sư Phương của Đại Hạ. Anh bạn à, có lẽ anh vui mừng quá sớm đấy. Ý anh là gì? Học sinh lớp 2 đều biết kiểm tra lại bài sau khi làm xong thiết bị của Phương Châu, các người đã kiểm tra lại chưa? Ninh Huy. Anh nghĩ, chúng tôi, những tinh hoa học thuật, lại mắc những sai lầm, như học sinh tiểu học như anh sao? Phương Châu, sao anh không kiểm tra lại, không xác minh lại, thì không phân thắng bại được đâu. Nói đúng đấy, Phương Châu, kiểm tra lại đi. Cho dù có kiểm tra lại, tôi cũng phải dùng anh, để kiểm nghiệm thiết bị trọng lực của tôi, để trả thù xúc phạm trước đây. Được thôi. Không vấn đề, này, không phải, này, đừng đi, đừng đi. Cái này, nếu anh ta thành công, thì nguy hiểm lắm đấy. Con sẽ tự đặt mình vào tình thế không đáng. Ninh Khuyết, rốt cuộc là cái gì đã cho anh sự tự tin này? Anh đã tạo ra thiết bị trọng lực, liệu anh có thể tạo nên kỳ tích không? Vậy thì dùng máu của anh để khai mạc thời đại vĩ đại của tôi. Thiết bị trọng lực mục tiêu khóa 20 lần, không, đừng mà. San San. Không có gì xảy ra cả. Con yêu đến mức mù quáng rồi à, nguy hiểm quá, nếu thành công thì con tiêu đời rồi. Bố còn biết yêu mù quáng cờ đấy, thật thời thượng, không phải là thế, con muốn làm bố tức chết rồi, ôi trời. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao, vì anh đã thua, không thể nào, giáo sư Phương. Có phải đã làm sai ở chỗ nào không? Tôi đã nhớ lại quy trình, dữ liệu ghi nhớ rất chi tiết. Chắc chắn không có vấn đề gì. Có phải thiết bị chuyển đổi năng lượng của anh có vấn đề không? Sao có thể của tôi được? Anh bảo tôi làm cho anh chỉ là một linh kiện của chuyển đổi năng lượng thôi. Hơn nữa, tôi còn không biết cổng vật chất tối của anh ở đâu. Tôi còn chẳng biết linh kiện đặt ở đâu. Cổng vật chất tối? Dữ liệu của Ninh Thành không có. Giáo sư Phương, đó không phải dữ liệu của Ninh Thành, mà là dữ liệu của chúng ta. Đừng nói nữa, chúng tôi đều biết rồi. Phương Châu, thật không ngờ dữ liệu của anh là ăn cắp. Dù đưa dữ liệu cho anh, mà anh còn không làm ra được, anh vẫn không làm được. Anh đã thất bại rồi, tôi không thua. Ninh Thành, đưa dữ liệu cổng vật chất tối cho tôi, anh thực sự giữ lại một phần, để hại tôi. Phương Châu, dù anh có tin hay không, dữ liệu trong tay anh, chính là toàn bộ tâm huyết của tôi. Cổng vật chất tối, tôi hoàn toàn chưa làm được, đó là thứ tôi nghĩ, 100 năm nữa cũng không ai làm được, hôm nay thiết bị Tiểu Huy tạo ra. Tôi luôn nghĩ rằng, vật chất tối không cần cổng, để đạt trạng thái kích hoạt, không ngờ. Lại là anh. Sao lại là anh, một học sinh cấp 3 như anh, lại có thể làm ra cổng vật chất tối. Vật chất tối muốn nhận năng lượng, điều chỉnh biên độ, tự nhiên cần một cổng. Đây là kiến thức của lớp 2, kiến thức khoa học cơ bản của anh, quá kém cỏi, thua không oan. Quả nhiên là anh. Tôi luôn nghĩ suy đoán của mình, quá điên rồ, không ngờ thực tế còn điên rồ hơn. Ninh Huy, anh sẽ trở thành một huyền thoại. Không, anh đã là huyền thoại rồi. Viện sĩ Nhậm. Viện sĩ Nhậm, ông làm gì vậy?
Ninh Huy, những lời tôi nói về thứ tự ưu tiên chỉ là cái cớ, trong lòng tôi chưa bao giờ tin một học sinh có thể tạo ra thiết bị trọng lực. Thiên vị như thế, tôi đã sai, tôi thực sự rất sợ nhận thức khoa học của tôi bị lật đổ, vì vậy tôi đã đưa ra một phán đoán sai lầm, lật đổ nhận thức khoa học chính là ý nghĩa của khoa học, phải không? Tôi đã học được rồi. Tại sao? Anh có tài năng như vậy, tại sao không thể làm việc cho tôi? Chỉ cần các người nghe lời, tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Mọi người sẽ kính trọng tôi, tại sao các người phải đối đầu với tôi? Danh dự của tôi, tài sản của tôi, địa vị của tôi xứng đáng được mọi người ngưỡng mộ. San San, vừa rồi anh nói hơi nặng lời, nhưng anh thật sự thích em. Ninh Huy, chúng ta đã thắng rồi. Chuyện gì vậy? Sao lại dẫn nhau ngoài đi dạo thế? Giáo sư Mạc, đừng giận nhé. Tiểu Huy, sẽ không làm gì San San đâu. Đúng rồi, chú Mạc, tôi nói anh đấy. Con sao thế? Sao con lại đưa Ninh Huy ra ngoài đi dạo? Giờ anh ấy rất quan trọng với chúng ta. Nếu anh ấy bị thương thì làm sao? Tóc của anh ấy còn quý hơn vàng. Cái gì vậy? Bố, con có phải con ruột của bố không? Con gái người ta được cưng chiều lắm đấy. Còn bây giờ trong mắt bố, chỉ có Ninh Huy là bảo bối. Không công bằng, ai xem anh ấy là bảo bối, trong lòng con không biết sao. Thôi được rồi, đằng nào cũng đã lộ rồi, thì bố sẽ giao cho con một nhiệm vụ nhé. Gì cơ? Là nhanh đi hẹn hò, tiến triển chậm quá đấy. Mau nắm bắt con rể của tôi, được không? Bố nói linh tinh gì thế? Làm gì có chuyện đó, con còn trẻ mà, bố nói bậy gì vậy? Bố nói cho con biết, bố đã nghĩ xong rồi, đợi sau này các người có con, khi nó lên lớp 2, thì chương trình học sẽ do Ninh Huy dạy. Được chứ, thông gia. Giáo sư Ninh, lâu rồi không gặp,